Theo báo Dân trí, theo trang tin quân sự Aviapro Pro tại tỉnh Kursk của Nga, các cuộc giao tranh dữ dội vẫn tiếp diễn. Khi lực lượng Moscow và Kiev liên tục thay đổi vị trí và điều động lực lượng, theo dữ liệu do kênh Telegram Management Jekos cung cấp, quân đội Nga đã cố gắng tấn công và đạt được một số bước tiến về mặt chiến thuật, nhưng sức kháng cự của quân đội Ukraine vẫn rất mạnh mẽ các đơn vị nga đã đột phá qua khu định cư pokrebki di chuyển về phía nam tuy nhiên lực lượng ukraine đã sớm ổn định mặt trận và bắt đầu các cuộc phản công nhằm giành lại quyền kiểm soát các khu vực đã mất lính dù nga đã khép vòng vây ngăn cản lực lượng vũ trang ukraine triển khai hiệu quả hoạt động hậu cần trong khu vực buộc đối phương phải huy động thêm nguồn lực và quân dự bị những bước tiến ban đầu của quân đội Nga tại Novovanovka bắt đầu chậm lại do hệ thống phòng thủ kiên cố của lực lượng vũ trang Ukraine, khi lực lượng này đã ngăn chặn đà tiến công từ hướng Nam. Một tình huống tương tự cũng được quan sát thấy ở khu vực Darino, nơi cuộc tiến công sau khi thiết lập các vị trí giữa các làng Obukhovka và Darino đã gặp phải những trở ngại đáng kể. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 11 tháng 11 tuyên bố chiến dịch xóa sổ lực lượng Ukraine vẫn đang diễn ra nhóm tác chiến phía Bắc của Nga đã đẩy lùi 6 đợt phản công của Ukraine vào các khu định cư Dariino, Nikolajevo, Dariino và Novoi Vanovka. Nhóm tác chiến tiếp tục hoạt động tấn công, đánh bại các đơn vị của Ukraine tại những khu định cư Dariino, Leonidovo, Malaya Loknia, Nikolajevo, Dariino và Novoi Vanovka. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong ngày 11 tháng 11, Ukraine đã mất hơn 300 quân nhân, một xe tăng, một xe chiến đấu bộ binh, hai xe bọc thép chở quân, 8 xe chiến đấu bọc thép, 3 khẩu pháo, 7 xe cơ giới. Phía Nga nói rằng một số quân nhân Ukraine đã đầu hàng. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu chiến sự ở Kursk, Kiev đã mất hơn 31.390 quân, 195 xe tăng, 127 xe chiến đấu bộ binh, 109 xe bọc thép chở quân, 1.110 xe chiến đấu bọc thép, 850 xe cơ giới, 265 khẩu pháo và 40 hệ thống pháo phóng loạt, bao gồm 11 hệ thống HIMARS và MLRS do Mỹ sản xuất. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Alexander Sisky vào ngày 11 tháng 11 thừa nhận quân đội Nga đang dồn quân tiến vào tỉnh Kursk, đồng thời nói thêm rằng Moscow đã tập hợp hàng chục nghìn binh lính ở khu vực giáp danh với Ukraine. Tướng Ukraine cho biết thêm, theo lệnh của chỉ huy quân sự, họ đang cố gắng đánh bật quân đội của chúng tôi và tiến sâu vào lãnh thổ mà chúng tôi đang kiểm soát. Quân đội Nga đang tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào các vị trí của Ukraine ở Kursk và triển khai pháo binh nhưng chưa tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn. Giới chức Ukraine dự đoán Nga sẽ tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn có sự tham gia của lực lượng quân sự Triều Tiên trong vài ngày tới. Báo New York Times ngày 10 tháng 11 dẫn lời các quan chức giấu tên của Mỹ cho rằng khoảng 50.000 binh sĩ Nga và Triều Tiên sẽ tham gia cuộc phản công quy mô lớn ở Kursk trong những ngày tới quân đội Triều Tiên được cho là đang tham gia huấn luyện với lực lượng Nga ở phía tây tỉnh Kursk. Ukraine và phương Tây cáo buộc Triều Tiên đã gửi từ 10.000 đến 13.000 quân đến Nga, trong đó phần lớn lực lượng này đang được triển khai ở Kursk. Theo giới chức Ukraine, Moscow đã cung cấp cho quân đội Triều Tiên súng máy, súng bắn tỉa, tên lửa chống tăng và súng phóng lựu phóng tên lửa. Nga và Triều Tiên bác bỏ cáo buộc trên, hai nước đã hoàn tất quá trình phê chuẩn Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ký hồi tháng 6. Hiệp ước phát thảo sự hợp tác chiến lược toàn diện mà hai nước dự định duy trì bao gồm các vấn đề an ninh quốc gia. Hiệp ước nêu rõ không bên nào sẽ ký kết các hiệp ước với bên thứ ba xâm phạm chủ quyền của bên kia. Ngoài ra, trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công vào một trong hai quốc gia, quốc gia còn lại cam kết sẽ cung cấp hỗ trợ bao gồm cả các phương tiện quân sự như được hiến trương Liên Hợp Quốc cho phép. Thông tin từ báo Tiền Phong, không quân Ukraine cho biết khoảng 6 giờ 25 phút ngày 11 tháng 11, cảnh báo không kích đã vang lên tại Ukraine. Sau khi 8 máy bay ném bom Tu-95MS của Nga xuất kích và hướng tới biển Caspi, Đến 8 giờ 15 phút, các phương tiện truyền thông đưa tin đây là một cuộc tấn công mô phỏng và không có tên lửa nào được không quân Nga phóng vào không phận Ukraine. Cùng ngày, người đứng đầu Trung tâm Chống Thông tin Sai lệch Ukraine, ông Andriy Kovalenko xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết Nga đã sẵn sàng các cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine sau thời gian dài tích trữ tên lửa. Quan chức Ukraine nhấn mạnh rằng cuộc diễn tập phóng tên lửa của Nga sáng ngày 11 tháng 11 là biện pháp gây áp lực tâm lý lên Ukraine. Kể từ khi xảy ra xung đột vào tháng 2 năm 2022, Nga tích cực triển khai nhiều loại vũ khí từ tên lửa, bom dẫn đường trên không đến máy bay không người lái UAV. Trong những tuần gần đây, số cuộc tấn công bằng UAV đã gia tăng đáng kể, gây ra áp lực lớn cho hệ thống phòng không của Ukraine. Trong một diễn biến liên quan, không quân Ukraine cho biết trong đêm ngày 10 sáng ngày 11 tháng 11, Nga đã thực hiện cuộc tấn công hỗn hợp vào Ukraine bằng hai tên lửa và 74 máy bay không người lái. Trong khi các tên lửa được phóng từ Zaporizhia, thì 74 UAV tấn công được phóng từ Kursk, Primosko, Atas, Orion và Bryansk thuộc Nga. Không quân Ukraine lưu ý, đến 9 giờ 30 phút, hai tên lửa KH-5969 và 39 UAV của Nga đã bị bắn rơi ở Kiev. Zitomi, Pontava, Sumi, Chekasy, Zaporizhia, Chenehip, Dnipropetrovs và Mykolaiv. 30 UAV biến mất khỏi màn hình radar và ba chiếc khác đã rời không phận Ukraine hướng tới Belarus. Theo báo Vietnamnet, Bộ Tư lệnh Lực lượng Tác chiến đặc biệt Ukraine đã công bố đoạn video binh sĩ nước này cải trang đột kích phía sau phòng tuyến của quân đội Nga ở Kursk. Theo Militani, đoạn video đăng trên kênh Telegram ghi lại hình ảnh lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine, gọi tắt là SOF, tấn công phía sau phòng tuyến của đối phương ở Kurs, vùng biên giới của Nga, bị các lực lượng Kiev bất ngờ đột kích từ đầu tháng 8. Video cho thấy lính Ukraine đã âm thầm xâm nhập vào khu rừng nơi binh sĩ Nga đang hoạt động và tiến hành tấn công. Để tránh bị phát hiện, binh sĩ Ukraine đã khoác thêm áo ngụy trang. Trong tình huống bất ngờ, hai binh sĩ Nga đã bị bắt ngay tại nơi trú ẩn, một binh sĩ khác bị thương trong cuộc đấu súng và sau đó quyết định đầu hàng. Tuy nhiên, 14 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong lúc giao tranh với nhóm của Ukraine. Theo quy ước, phía Ukraine đã sơ cứu cho các tù binh Nga bị thương. Cuộc đột kích của Ukraine còn có sự hỗ trợ của các máy bay không người lái UAV trinh sát. Trước đó vào cuối tháng 9, hình ảnh UAV Black Hornet siêu nhỏ được các binh sĩ SOF sử dụng tại vùng Kursk của Nga cũng đã được công khai. Do công ty Probs Dynamics của Na Uy phát triển, UAV Black Hornet chỉ nặng 18 g, thời gian hoạt động là 25 phút, di chuyển với tốc độ hơn 20 km/h và phạm vi bay khoảng 2 km. Thông tin từ báo Việt Nam Net, lực lượng phòng vệ Israel IDF hôm 11 tháng 11 bị cáo buộc đã điều động xe tăng tiến vào trại tị nạn Nuseirat ở dài Gaza. Trang Al Aladabiyah dẫn lời các nhân chứng kể lại rằng các xe tăng Israel khi tiến vào trại Nuseirat đã khai hỏa và gây ra sự sợ hãi cho dân thường có mặt ở đó. Anh Mohammad, một nhân chứng kể lại, việc xe tăng Israel tiến vào trại Nuseirat đã khiến chúng tôi hoàn toàn bị bất ngờ. Một số người không thể rời khỏi đó và họ mắc kẹt trong ngôi nhà của chính mình. Nhiều người khác cố vơ lấy những gì họ có thể mang theo. Cho tới nay, IDF chưa phản hồi về những thông tin được trang Al arabiya đăng tải. Quân đội Mỹ cho hay, không quân nước này hôm 11 tháng 11 đã thực hiện đòn không kích nhằm vào chín mục tiêu thân Iran ở Syria. Thời báo Israel dẫn thông cáo của quân đội Mỹ viết các đòn không kích được thực hiện tại hai địa điểm ở Syria và là đòn trả đũa cho một số vụ tấn công nhằm vào binh sĩ Mỹ ở Syria trong vòng 24 giờ qua. Những đòn không kích lần này sẽ làm suy yếu năng lực của các nhóm thân Iran trong việc lên kế hoạch và thực hiện đòn tấn công vào lực lượng Mỹ trong tương lai. Theo thời báo Israel, các căn cứ quân sự Mỹ đóng tại Syria thường xuyên là mục tiêu tấn công của nhiều nhóm vũ trang thân Iran. Được biết, hiện có khoảng 900 binh sĩ được Washington triển khai ở Syria. Thông tin từ báo VOV, hiện lực lượng Nga đang bao vây thị trấn quan trọng Kudakove từ ba hướng, tạo hình thế nồi hầm mở nắp. Hòa lực suối xả của Nga tạo ra cảnh tượng hoang tàn chết chóc tại Kudakove, không khác nào thành phố Bakhmut trước đây quân Ukraine có thể buộc phải sớm rút lui khỏi đây để bảo toàn lực lượng. Nằm ở miền đông Ukraine, thị trấn Kudakove hiện bị quân Nga bao vây từ ba phía. Lực lượng Nga chỉ cách trung tâm thị trấn này 3 km, quân đội Nga đang quyết tâm chiếm trọn vùng Donbass. Hứng chịu những cuộc tấn công dữ dội bằng đạn pháo, đốc kết, bom trọng trường và UAV, thị trấn Kudakove giờ tan hoang không khác gì thành phố Bakhmut, trước đây. Mới đây, hôm 8 tháng 11 năm 2024, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố tình hình tại Kudakove cũng như tại thị trấn Pokrovsk là thách thức nhất. Nhiều cơ sở hạ tầng tại Kudakove bị phá hủy hoàn toàn, khói đen bốc cao từ các tòa nhà sau những trận pháo kích hoặc tập kích bằng UAV của đối phương. Hiện khoảng 700 tới 1000 cư dân địa phương còn lại trong thị trấn chủ yếu sống trong tầng hầm của các tòa chung cư, thiếu nước máy khí đốt hoặc điện. Nơi duy nhất có thể sạc điện thoại là tầng hầm của tòa nhà chính quyền thị trấn. Lực lượng pháo binh thuộc lữ đoàn 33 của Kaina cho biết họ bắn khoảng 50 quả đạn pháo mỗi ngày trên tuyến Kudakove. Điều này cho thấy cường độ tiến công của Nga khiến lữ đoàn này phải dốc sức ngăn chặn đa tiến của quân Nga bao vây thị trấn này. Athemchuk, cảnh sát trưởng của thị trấn Kudakove cho biết, nếu bị bao vây kín, thị trấn rất khó phòng thủ. Ông nói, nếu thị trấn bị bao vây, thì tôi cho rằng việc phòng ngự sẽ bất khả thi khi tính đến thực tế của chiến tranh hiện đại và công nghệ hiện đại. Lúc ấy hoạt động hậu cần có thể phải thực hiện bằng UAV. Cảnh sát trưởng Chups gọi con đường dẫn tới Kudakove là con đường từ địa do các cuộc tập kích liên tục của Nga bằng UAV. Hai bên lề con đường này có rất nhiều xe ô tô cháy rụi. Nếu quân Nga chiếm được con đường huyết mạch Kurakove, Zaporizhia, lực lượng Ukraine đồn trú tại đây có thể sẽ buộc phải rút lui. Kurakove đã trở thành mục tiêu chủ chốt của quân Nga trong chiến dịch tiến công hiện nay ở miền đông Ukraine. Thị trấn này là một trong những trung tâm hậu cần trọng yếu của quân đội Ukraine ở Nam Donbass. Việc chiếm được Kurakove sẽ cho phép quân đội Nga mở rộng đường tiến chiếm thị trấn chiến lược Pokrovsk. Trong các tháng, kể từ khi Nga mở chiến dịch Pokrovs ban đầu, Moscow chuyển trọng tâm xuống khu vực Nam Donetsk. Từ phía Bắc, quân Nga đã tiến đều đặn tới Kudakove. Trong những tuần gần đây, họ chiếm được các thị trấn là và Kudakivka, giành được những điểm cao có lợi cho pháo binh và lực lượng UAV Nga ngắm bắn quân Ukraine bên trong và xung quanh thị trấn Kudakove. Hinnick và Kudakipka thất thủ tương đối nhanh chóng, có khả năng do binh sĩ Ukraine chủ động rút lui để tránh bị quân Nga bao vây trong một túi hầm mà họ đã hình thành quanh các thị trấn ở đây. Vào cuối tháng 10 vừa qua, Nga cũng đã chiếm được thị trấn Selidove. Thắng lợi này hỗ trợ cho cuộc tấn công mới vào Pokrovsk. Quân Nga cũng có thể tiếp tục đông tiến từ Selidove. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine hôm 10 tháng 11 cho biết đụng độ nổ ra nhiều nơi trên chiến tuyến, đặc biệt là ở khu vực Kudakove, Pogrovs và Vremivka. Theo cơ quan quân sự này, các trận pháo kích của Nga đã tác động đến khu vực Sumy, Kharkov, Hrabovsky, Rodkovichy, Dmitrivka, Basivka và Timofivka. Tại khu vực Kharkov, lực lượng Nga thực hiện hai cuộc tấn công gần Sarysia và Volchansk và thả bom vào ngoại ô Kharkov tại khu vực Kupians, quân Nga tiến công hai lần vào vị trí quân Ukraine gần Kinderashivka và Zelenyhai. Tại khu vực Liman, quân Nga mở ba cuộc tiến công gần Teni, Toske và Serebrianka. Trên hướng Torres, các lực lượng Nga được không quân yểm trợ đã mở tám cuộc tiến công quanh Torres và Chebinivka, đồng thời thực hiện một trận không kích gần Konstantinivka. Thông tin từ báo Vietnamnet, cơ quan an ninh liên bang Nga FSB cho biết các nhân viên của họ gần đây đã đập tan âm mưu đánh cắp trực thăng Mi-8M TPR-1 của tình báo Ukraine. Hãng tin TASS dẫn thông cáo từ Trung tâm quan hệ công chúng của FSB viết Chúng tôi đã ngăn chặn chiến dịch của cơ quan tình báo quân sự Ukraine HUR nhằm chiếm lấy trực thăng tác chiến điện tử Mi-8M TPR-1 thuộc lực lượng hàng không vũ trụ Nga các sĩ quan tình báo quân sự đối phương đã cố tuyển dụng phi công Nga để đánh cắp chiếc trực thăng và bay tới vùng lãnh thổ do quân Ukraine kiểm soát. Cũng theo nội dung bản thông cáo trên, các sĩ quan phản gián Nga thông qua việc thực hiện nhiệm vụ lần này đã phát hiện nhiều vị trí phòng không và nơi tập trung các đơn vị Ukraine, sau đó thực hiện đòn tấn công vào những nơi đó viên phi công Nga được phía Ukraine tiếp cận, trả lời phỏng vấn TASS nói rằng đại diện tình báo Kiev đã yêu cầu người này đầu độc các đồng đội khi thực hiện vụ cướp máy bay. Viên phi công cho biết vợ con tôi sẽ được đưa ra nước ngoài, sau đó các đặc vụ tình báo Kiev chuyển họ tới thủ đô Chisinau của Moldova. Thông qua các phương tiện dân sự, gia đình tôi từ đó sẽ được đưa sang Ukraine. Hiện phía Ukraine chưa bình luận về thông tin được TASS đăng tải. Kênh Military Summary đưa tin, Cuộc tấn công của quân đội Nga RFAF tại phía nam Donetsk vẫn tiếp diễn, trong khi địa bàn giành được từ hướng Upleda Vuleda đang giảm dần từng ngày và một tuyến đầu ổn định đang hình thành, thì họ vẫn tiếp tục phát triển xung quanh Kudakove. Tại đây, lực lượng Moscow liên tục tiến về phía nam dọc theo các cánh đồng trong nhiều ngày. RFAF được cho là đã chiếm những vùng lãnh thổ đầu tiên giao tranh đang diễn ra ở phía đông thị trấn. Xa hơn về phía Bắc, các video định vị cho thấy lực lượng Moscow đã xâm nhập Sol shipka cách hồ chứa nước Kurakove vài km. Điều này gây ra mối đe dọa nghiêm trọng. Bên cạnh đó, EDF-AF cũng đang giành được nhiều vùng đất hơn về phía Tây, dọc theo các cánh đồng và làng mạc. Vòng vây lớn đang được hình thành. Theo hướng sông Oskin, ngôi làng Botova đang được Ukraine sơ tán do đối phương xông vào khu vực này. Quân đội Nga liên tục phát triển dọc theo các cánh đồng, họ đang tới gần Lozova. Kênh Tidopka cho biết, trong tuần này, lực lượng Moscow triển khai một cuộc đột phá thành công theo nhiều hướng cùng lúc. Đầu tiên, lực lượng thủy quân lục chiến giành lại một số khu vực đông dân cư chỉ bằng một đòn tập kích. Điều này tạo ra triển vọng ngăn chặn lực lượng đáng kể của đối phương, không cho phép họ rút lui. Thứ hai, EDFAF bắt đầu thắt túi Kudakov về Việc họ kiểm soát hỏa lực trên mọi hướng ra vào thành phố khiến đối phương không thể tránh khỏi tổn thất nghiêm trọng về nhân lực. Ở hướng Nam Donetsk, lực lượng Moscow đã chiếm được một số khu định cư cùng lúc. Yasnaya, Poliana, Sarteskoye và Zolotayaniva cục ngã trước sức ép của EDFAF. Mục tiêu của cuộc tấn công vào khu vực này là chiếm quyền kiểm soát tuyến đường vận chuyển trong khi bản thân cuộc giao tranh ở torres đang diễn ra chậm rãi trong đô thị kiên cố nhằm giữ gìn mạng sống của binh sĩ thì rfaf lại tập trung tiến công các khu định cư nằm về phía tây việc chiếm giữ petrovka và chebinovka sẽ giúp giảm đáng kể lượng cung cấp hậu cần cho các đơn vị lực lượng kiev trong thành phố Nhận thấy nguy cơ thất bại trong việc phòng thủ Torres, quân đội Ukraine AFU đang nỗ lực phản công, cố gắng ngăn cản đội hình của Moscow tiếp cận mỏ trung tâm. Theo kênh thì bà, Kiev đã thực hiện một loạt cuộc tấn công với quy mô lớn chưa từng có vào các khu vực hậu phương của Nga. Họ phóng hơn 140 UAV trong hai ngày qua. Nga tấn công vào các cơ sở của AFU tại một số vùng thuộc Ukraine. Loạt mục tiêu gồm cơ sở hạ tầng cảng Odessa, một nhà máy trong vùng Poltava và cơ sở hạ tầng của đối phương tại Kharkov. Ở Kursk, lực lượng Moscow đẩy lùi một số cuộc tấn công của AFU trong quận Galuskovo, xuất hiện bằng chứng đầu tiên khẳng định bước tiến của quân đội Nga đang đến từ Susa. Về phía Pokrovsk, lực lượng Moscow đã có bước tiến đáng kể trong các vành đai rừng giữa Novo Alexeyevka và Novo và phía bắc Selidovo. Bên cạnh đó, dường như Nga bắt đầu các trận đánh nhằm chiếm Zarya. Theo hướng Pokrovs, af đã đột phá giữa Novot Michoka và Novo Alexeyevka, tiến sâu 3 km vào tuyến phòng thủ của đối phương qua vành đai rừng, Sepot Fronta cho biết cụ thể hơn. Ở Kudakove, lực lượng Moscow đã mở rộng được vùng kiểm soát một số khu vực, trong khi đó AFU tiến hành phản công về phía Maximivka nhưng bị tổn thất đáng kể. Kênh AMK Mapping cho hay lực lượng Moscow có khả năng đã vượt qua nhánh sông Vopcha và thiết lập một đầu cầu nhỏ hình đa giác màu tím trong trung tâm Kudakove. EDFAF dường như đã tiến vào phía đông Kudakove và thiết lập quyền kiểm soát đối với riêng ngoài của phần đông bắc thành phố, có thể liên kết với đầu cầu nêu trên. Ngoài ra, lực lượng Moscow đã vượt qua được một chiến hào chống tăng quy mô lớn nằm về phía đông Kudakove. Ukraska đã đưa tin, tối ngày 10 tháng 11, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày Chủ nhật đã có 154 cuộc giao tranh diễn ra, trong đó có 46 cuộc giao tranh được ghi nhận trên hướng Kudakove và 35 cuộc ở hướng Pokrovsk. Thống kê ghi nhận, đối phương đã thực hiện 48 cuộc không kích, sử dụng 85 bom KAB và 643 cuộc tấn công bằng UAV tự sát, đồng thời thực hiện 3.632 cuộc tấn công bằng hỏa lực pháo binh. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản đẩy lùi các đợt xung phong của Nga ở Kharkov, Kupians, Liman, Sivers, Kramatorsk, Torez, Vremovsky, Odekov và Dnipro. Đối phương đang tấn công ác liệt trên hướng Pokorovs với 35 nỗ lực được thực hiện nhưng hầu hết đều không thành công và phải hứng chịu tổn thất lớn, gồm 145 quân nhân thiệt mạng, 204 người bị thương, nhiều vũ khí đã bị hư hỏng hoặc bị phá hủy có 46 cuộc giao tranh theo hướng Kudakove. Các cuộc đột kích của đối phương đã bị đẩy lùi, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận. Theo Business Insider, các cuộc tấn công này bao gồm 36 mẫu tên lửa và máy bay không người lái khác nhau, bao gồm tên lửa đạn đạo Iskander, tên lửa hành trình KH-59 và máy bay không người lái cảm tử Shahed do Iran sản xuất. Các con số này không bao gồm nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhỏ nhưng vũ khí này không chỉ giới hạn ở các mục tiêu quân sự. Trong số các tòa nhà bị phá hủy ở xa tiền tuyến, có bệnh viện, khu trung cư và một học viện quân sự đầy học viên. Theo nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, các cuộc tấn công của Nga đã trở nên dữ dội hơn kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Vào tháng 4 năm 2023, 117 tên lửa đã được bắn vào Ukraine. Vào tháng 8 năm 2024, con số đó tăng lên gấp 10 lần, lên 1.110 tên lửa. Theo CSIS, cuộc ném bom không ngừng này đã gây ra thiệt hại nặng nề cho Ukraine. Các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã làm mất đi 2 phần 3 công suất phát điện của đất nước, làm suy yếu hoạt động sản xuất và khiến nhiều người dân Ukraine run rẩy trong cái lạnh mùa đông. Tuy nhiên, có sự khác biệt lớn về cường độ các cuộc tấn công của Nga dường như thay đổi tùy theo các ưu tiên của Moscow. Tháng 4 năm 2023, chứng kiến trung bình chỉ có 10 tên lửa mỗi ngày. Vào tháng 8 năm 2024, con số đó tăng vọt lên 35 tên lửa mỗi ngày có 17 ngày trong giai đoạn nghiên cứu khi các vụ phóng tên lửa vượt quá 82 tên lửa trong một ngày, CSIS cho biết. Những ngày phóng cường độ cao này tương ứng với các hoạt động quân sự cụ thể, các cuộc tấn công chiến lược hoặc phản ứng với các diễn biến quan trọng trên chiến trường, phản ánh những khoảnh khắc cường độ xung đột gia tăng. Từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022, các cuộc tấn công bằng tên lửa hàng ngày đã tăng từ mức trung bình 22 lần mỗi ngày lên 33 lần. Mặc dù cao, nhưng mức độ này có thể nhỏ hơn những gì các cuộc không kích của Israel vào Gaza và các loạt đạn của Iran nhắm vào Israel, CSIS cho biết. Từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024, có từ 26 đến 29 tên lửa mỗi ngày. Những mức cao liên tục này tương ứng với động thái của Nga nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine như một biện pháp gây sức ép buộc Kiev chấm dứt xung đột, CSIS cho biết. Tháng 8 năm 2024 là tháng hoạt động tích cực nhất trong nghiên cứu, với trung bình 36 tên lửa mỗi ngày, tổng cộng 1.110 tên lửa. Tuy nhiên, tháng 9 năm 2024 chỉ có 12 tên lửa mỗi ngày, cho thấy sự tạm lắng trong các hoạt động tên lửa liên quan đến kho dự trữ thấp hoặc các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine. CSIS cho biết, nếu có tin tốt nào ở đây thì đó là Ukraine đã đạt được thành công đáng ngạc nhiên trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga khi nước này được trang bị đầy đủ các hệ thống phòng không của phương Tây như Patriot và NASAMS. Tỷ lệ đánh chặn trung bình hàng ngày là gần 84%. Những con số này cho thấy một số yếu tố chính. CSIS kết luận, một là tầm quan trọng của các đồng minh của Nga trong việc bổ sung kho vũ khí tên lửa và máy bay không người lái của nước này. CSIS nhận xét, việc duy trì trung bình hơn 23 tên lửa được phóng mỗi ngày trong gần 2 năm cho thấy năng lực quân sự bền vững ở mức cao tại Moscow và sự hỗ trợ hậu cần từ các quốc gia như Iran, Triều Tiên và Trung Quốc. Mỹ và các đối tác của mình cần phải làm nhiều hơn nữa để hạn chế khả năng bổ sung kho vũ khí của Nga thành công của ukraine trong việc đánh chặn tên lửa nga cho thấy sự kết hợp giữa hệ thống phòng không do phương tây cung cấp và do nga thiết kế có thể cung cấp khả năng phòng thủ tên lửa hiệu quả việc duy trì tỷ lệ đánh chặn này ở mức cao sẽ đòi hỏi sự hỗ trợ liên tục của phương tây dành cho ukraine csis cho biết Gần đây, Ukraine đã chuyển sang tấn công các kho đạn dược của Nga nhằm mục đích làm giảm lợi thế hỏa lực của Nga. CSIS cho biết, Ukraine cần sự linh hoạt để tấn công nhiều địa điểm phóng tên lửa sâu bên trong nước Nga nhằm giảm bớt sức mạnh hỏa lực của Moscow. Không quân Ukraine thông báo, vào chiều Chủ nhật, hoạt động của UAV Nga một lần nữa được ghi nhận. Sau cuộc tấn công ban đêm, mối đe dọa về UAV tấn công chỉ được hủy bỏ vào lúc 8 giờ sáng ngày 10 tháng 11. Tuy nhiên, vào khoảng 13 giờ, hoạt động của UAV tiếp tục tại các vùng Zaporizhia và Dnepropetrovsk. Từ đó đến nửa đêm, không quân Ukraine liên tiếp ghi nhận các mục tiêu trên không ở Poltava, Kiev, Kirovograd, Chekasi, Sumy, Chernihiv, Zaporizhia, Dnepropetrovsk. Dạng sáng ngày 11 tháng 11, hàng loạt nhóm UAV khác của Nga được xác định đang di chuyển ở hầu khắp lãnh thổ Ukraine. Ukrainska Pravda đưa tin, trong bài phát biểu vào tối ngày 10 tháng 11, Tổng thống Volodymyr Zelensky lưu ý, các cơ sở quân sự của Nga ngày càng dễ tiếp cận đối với lực lượng Ukraine. Ông nói, trước hết xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả những người lính của chúng ta đã thực hiện các cuộc tấn công bằng UAV của chúng ta mọi người đều thấy cách thức hoạt động của nó ở tiền tuyến cũng như UAV tầm xa của chúng ta ở sâu trong hậu phương của Nga. Các cơ sở quân sự của Nga ngày càng dễ tiếp cận đối với những người lính của chúng ta. Nhà lãnh đạo bày tỏ, tôi cảm ơn cơ quan an ninh Ukraine SBU và những người lính thuộc lực lượng tác chiến đặc biệt, các nhà kho, sân bay quân sự của Nga, các doanh nghiệp phức hợp công nghiệp quân sự của họ sẽ không thể ẩn náu. Ông nhấn mạnh, đặc biệt chỉ riêng lực lượng đặc nhiệm của cơ quan an ninh đã phá hủy hơn 1.300 xe tăng đối phương. Cứ 8 xe tăng của Nga bị Ukraine phá hủy thì có một chiếc là do những người lính của SBU thực hiện. Trước đó, dạng sáng ngày 10 tháng 11, UAV Ukraine đã tập kích các kho đạn dược của Trung tâm Hậu Cần 1060, trước đây là kho vũ khí 120 của Tổng cục Tên lửa và Pháo binh của Nga ở khu vực Bryansk. Ngoài ra, chính quyền Nga tuyên bố 34 UAV Ukraine đã bị bắn hạ trên khu vực Moscow vào ban đêm. Cố vấn an ninh quốc gia của ông Biden, Jake Sullivan, trong một cuộc phỏng vấn với CBS News cho biết, tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden sẽ nói về nhu cầu hỗ trợ Ukraine với ông Donald Trump sau khi ứng viên Đảng Cộng hòa giành thắng lợi trong cuộc bầu cử. Ông Sullivan lưu ý cách tiếp cận của chính quyền Mỹ trong những ngày gần đây vẫn giống như trong hai năm rưỡi qua, đưa Ukraine vào vị thế mạnh nhất có thể trên chiến trường, để cuối cùng họ sẽ có vị thế mạnh nhất trên bàn đàm phán. Cố vấn của Tổng thống Biden xác nhận chính quyền Mỹ sẽ tìm cách sử dụng mọi nguồn lực do Quốc hội phân bổ để hỗ trợ quân sự cho Ukraine trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc. Ông nói thêm, và tất nhiên Tổng thống Biden sẽ có cơ hội trong 70 ngày tới để chứng minh với quốc hội và chính quyền mới rằng Mỹ không nên rút khỏi Ukraine và việc rút khỏi Ukraine có nghĩa là thậm chí sẽ còn gây ra bất ổn hơn ở châu Âu. Một ngày trước đó, các phương tiện truyền thông cho biết Washington có kế hoạch gửi tên lửa đánh chặn cho Kiev, bổ sung cơ số đạn cho các hệ thống phòng không Patriot và NASAMS. Số lượng này sẽ đủ để sử dụng cho đến cuối năm. Theo Reuters, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Georgi Tiki hôm 10 tháng 11 tuyên bố, các thông tin nói Kiev đã được thông báo trước về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin là không đúng sự thật. Trước đó, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đã nói chuyện qua điện thoại với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin vào thứ Năm ngày 7 tháng 11, theo The Washington Post. New York Times trích dẫn lời các quan chức Ukraine và Mỹ cho biết một nhóm gần 50.000 quân Nga và Triều Tiên đang chuẩn bị tiến hành một cuộc phản công quy mô lớn ở khu vực Kursk. Lực lượng Moscow đang tập kích các vị trí của Ukraine ở khu vực Kursk bằng tên lửa và pháo binh, nhưng họ vẫn chưa tiến hành một cuộc phản công toàn diện, các quan chức Mỹ cho biết. Các quan chức Ukraine cho biết họ dự kiến một cuộc tấn công như vậy liên quan đến quân đội Triều Tiên trong những ngày tới. Nga và Triều Tiên hiện chưa bình luận về thông tin trên. Thông tin từ báo Dân trí New York Times ngày 10 tháng 11 dẫn lời các quan chức giấu tên của Mỹ cho rằng khoảng 50.000 binh sĩ Nga và Triều Tiên sẽ tham gia cuộc phản công quy mô lớn ở vùng biên giới Kurs trong những ngày tới. Quân đội Nga đang tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào các vị trí của Ukraine ở Kurs và triển khai pháo binh nhưng chưa tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn. Giới chức Ukraine dự đoán Nga sẽ tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn có sự tham gia của lực lượng quân sự Triều Tiên trong vài ngày tới quân đội Triều Tiên được cho là đang tham gia huấn luyện với lực lượng Nga ở phía tây tỉnh Kursk. Theo một chỉ huy Ukraine, lính Triều Tiên không chỉ tham gia các hoạt động chiến đấu trực tiếp ở Kursk mà còn các hoạt động phòng thủ ở khu vực Benkodot của Nga. Vị chỉ huy Ukraine nói và cho biết thêm, trong lực lượng đó có cả các tay súng bắn tỉa chuyên nghiệp. Hầu hết các nhiệm vụ của lính Triều Tiên được xác định là phòng thủ thứ cấp, riêng ở khu vực Kursk là hoạt động chiến đấu trực tiếp nhóm này sẽ trực tiếp tham gia vào các hoạt động chiến đấu trên lãnh thổ Ukraine trong thời gian tới. Ông phân tích quân đội Triều Tiên là một nguồn lực quan trọng với Nga. Hiện nay, vì ngay cả những lực lượng được triển khai phòng thủ cũng sẽ giúp Nga dành nguồn lực cho hoạt động tấn công ở những nơi khác. Theo New York Times, một số quan chức quân sự và tình báo Mỹ đã trở nên bi quan hơn về triển vọng chung của Ukraine, đồng thời lưu ý rằng Nga đang dần giành được vị thế ở Katynkos và miền đông Ukraine. Các quan chức cho biết những thất bại này một phần là kết quả của việc Ukraine không giải quyết được vấn đề thiếu quân. Một quan chức phương Tây lập luận, chiến dịch tấn công tỉnh Kursk hồi tháng 8 đã làm suy yếu lực lượng của Kiev trên khắp chiến trường miền Đông, khiến quân đội Ukraine dễ bị tổn thương trước những cuộc tấn công của Nga. Tuy nhiên, quan chức này cũng như một số quan chức Mỹ khác cho biết Ukraine vẫn có hệ thống phòng thủ vững chắc ở Kursk và có thể giữ được quyền kiểm soát khu vực mà họ đang nắm giữ thêm một thời gian nữa. Ukraine và phương Tây cáo buộc Triều Tiên đã gửi 10.000 đến 13.000 quân đến Nga, trong đó phần lớn lực lượng này đang được triển khai ở Kursk. Theo giới chức Ukraine, Moscow đã cung cấp cho quân đội Triều Tiên súng máy, súng bắn tỉa, tên lửa chống tăng và súng phóng lựu, phóng tên lửa. Nga được cho là cũng huấn luyện lính Triều Tiên cách bắn pháo binh, chiến thuật bộ binh cơ bản và quan trọng nhất là nhắm vào chiến hào đối phương. Điều này cho thấy rằng ít nhất một số lực lượng Triều Tiên sẽ tham gia vào các cuộc tấn công trực diện vào hệ thống phòng thủ kiên cố của lực lượng Ukraine. Một quan chức Ukraine cho biết, quân đội Triều Tiên được chia thành hai nhóm, gồm nhóm tấn công và nhóm hỗ trợ, sẽ giúp bảo vệ lãnh thổ mà Nga giành lại từ lực lượng Ukraine. Theo nguồn tin của New York Times, quân Triều Tiên sẽ chiến đấu như bộ binh hạng nhẹ, không sử dụng xe bọc thép. Nga và Triều Tiên hiện chưa bình luận về thông tin trên. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhóm tác chiến phương Bắc của Nga tiếp tục tấn công nhằm vào 10 lữ đoàn Ukraine ở vùng Kursk và đẩy lùi 11 cuộc phản công của đối phương gần các khu định cư Dadyino và Novaya Sorochina. Trong ngày qua, quân đội Ukraine chịu hơn 290 thương vong và mất 29 thiết bị quân sự, bao gồm 5 xe tăng, 3 IVF, 7 xe chiến đấu bọc thép, 3 súng cối, một hệ thống tác chiến điện tử và 10 xe cơ giới. Ngoài ra, 3 binh lính Ukraine đã đầu hàng. Bộ Quốc phòng Nga ước tính số thương vong của Ukraine kể từ khi cuộc tấn công Kursk là hơn 31.090, đồng thời cho biết thêm rằng, cho đến nay, đối phương đã mất 194 xe tăng, 126 xe chiến đấu bộ binh, 107 xe bọc thép và 1.102 xe chiến đấu bọc thép. Máy bay chiến đấu, pháo binh và tên lửa của Nga tiếp tục tấn công vào các vị trí tập trung quân đội và thiết bị quân sự của Ukraine ở khu vực biên giới Kursk của Nga, cũng như lực lượng dự bị của đối phương ở khu vực Sumy của Ukraine. Trong khi đó, Ukraine đang cố gắng tăng cường phòng thủ các vị trí của mình ở quận Goloskovsky. Theo tình báo Nga, các binh sĩ của khoảng 4 tiểu đoàn lực lượng vũ trang Ukraine hiện đang tập trung tại đây. Hai trong số đó đã vào vị trí chiến đấu và hai tiểu đoàn khác vẫn đang được giữ làm lực lượng dự bị theo ghi nhận của quân đội nga ukraine không cố gắng tiến hành các hoạt động tấn công ở khu vực mặt trận này mà tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc tăng cường phòng thủ để làm được điều này các chiến binh của ukraine dựa vào các vành đai rừng dọc theo biên giới nhà nước dọc theo tuyến pavlovka obody Cùng lúc đó cũng có thông tin về Ukraine việc chuyển 300 lính đánh thuế nước ngoài đến quận Suzansky. Theo các chuyên gia quân sự, Ukraine có thể cố gắng thăm dò các tuyến phòng thủ của Nga ở khu vực biên giới để tìm ra những điểm dễ bị tổn thương nhất. Kế hoạch chính của Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine có thể là giành quyền kiểm soát các khu định cư biên giới để tạo ra một đầu cầu với sự trợ giúp của nó có thể làm chậm bước tiến của lực lượng vũ trang Nga ở vùng Kursk. Trước đó, nhà lập pháp Mariana Bezuglaya của Ukraine qua một bài đăng trên Telegram cho biết Tổng tư lệnh quân đội nước này Oleksandr Sisky đang chuẩn bị rút quân khỏi vùng biên giới Kursk của Nga. Bà đưa ra kết luận này từ một loạt bài đăng của ông Sisky trên Facebook, trong đó ông thảo luận về kết quả cuộc tấn công của quân đội Ukraine và vùng Kursk và tuyên bố rằng đã chuyển hướng lực lượng Nga khỏi các khu vực tiền tuyến khác. Kênh Military Summary đưa tin, tuyết rơi dày, giá lạnh gần đây đã ập đến tiền tuyến, làm phức tạp đáng kể hậu cần, di chuyển và tấn công của quân đội Ukraine AFU. Trên mặt trận cất, quân đội Nga RF -AF đã đột phá kiểm soát được Pogrebki, Nova Sorochina, cũng như Saraya Sorochina, với những trận chiến dữ dội diễn ra trên mọi hàng cây. Lực lượng Moscow mở rộng đáng kể quyền kiểm soát của họ xung quanh Kudakove và phía tây Selidove. Mặc dù AFU đã đưa quân dự bị vào tham chiến, nhưng điều này chẳng những không giúp họ ổn định tình hình mà còn tổn thất lớn hơn. Theo một số báo cáo, phần phía đông Kudakove đã thất thủ, cũng như Sonsipka ở tây bắc thành phố. Trên mặt trận chính trị, phương Tây vẫn tiếp tục tìm kiếm giải pháp hiệu quả nhất về mặt chi phí để chấm dứt chiến tranh. Kênh Avivoenkori xác nhận tình hình bi đát của lực lượng Kiev. EDFAF đã kẹp chặt Kudakove trong thùng hai bên sườn. Các cánh quân Bắc Nam của họ chỉ còn chưa đầy 17 km nữa là bắt tay nhau hoàn thành vòng vây khép túi xung quanh thành phố. Mọi tuyến tiếp vận của AFU đều đang bị pháo binh Nga khống chế, từ sườn phía Bắc và phía Nam. Tầm bao phủ của hầu hết các loại pháo là 20-30 km. Ngoài ra, hầu hết trong số 17 km này đều nằm trong khu vực tấn công của máy bay không người lái. Ở phía đông Kudakove, lực lượng Moscow tiếp tục áp sát với sự yểm trợ của xe bọc thép tiến về Donkaya. Từ Pobeda đến Konstantinovka, họ tiến theo một đoạn rộng tới 3,8 km và ở độ sâu tới 1,5 km. Phía đông Bogoyablenka, quân đội Nga phát triển dọc theo khe núi và vành đai rừng trên diện tích rộng tới 3,6 km và sâu 1,6 km. Các cuộc đụng độ tiếp tục xảy ra ở vùng ngoại ô phía nam Lesnaya Dacha phía tây Sakyoskoye, phía tây và tây bắc Yasnaya Polyana và trong khu vực Maximoka, cường độ giao tranh vẫn còn cao. Xung quanh Maximoka, EDFAF tiến vào một khu vực rộng tới 4,3 km và sâu 1,8 km. Theo kênh Tiba, trên mặt trận Kursk, sau một thời gian tạm lắng, quân đội Nga đã tiếp tục cuộc tấn công tại quận Suza, dần dần mở rộng khu vực kiểm soát của họ, cố gắng cắt đứt điểm nhô ra gần sông Malea-Lopnia. Giai đoạn 3 phản công đã chính thức bắt đầu, Nga tiến hành cất vó. Trong khi đó tại quận Korenevo, như trước đây có các cuộc đụng độ ở khu vực Seleni Sliak và Novoi Vanovka. Theo Bộ Quốc phòng Nga, một số cuộc tấn công của AFU bị đẩy lùi tại đây, bằng chứng đầu tiên xác nhận sự tiến quân của EDF AF bắt đầu xuất hiện từ quận Suza đoạn phim về một cuộc tấn công của nhóm thiết giáp di chuyển dọc theo olovka về phía nam pobrevki đã được công bố có lẽ các sự kiện diễn ra cùng lúc với các báo cáo về lực lượng moscow tiến vào saraya sorachina hiện tại một cuộc tiến công ít nhất vài km về phía nam đã được ghi nhận trên thực tế tại thời điểm này kế hoạch của rfaf nhằm bao vây đối phương ở phía tây sông malaya loknia trong vành đai rừng gần kruk lenoye đang được triển khai nếu cố gắng củng cố ở Viktorovka, nhóm AFU phòng thủ sẽ bị mắc kẹt trong một cái túi. Tại khu vực Dmitry Ukov có báo cáo về việc lực lượng Kiev sử dụng xe bọc thép giả, chẳng hạn như BMP. Một trong số chúng đã bị phá hủy bởi UAV điều khiển bằng sợi quang, cho phép xác định hàng giả nhờ chất lượng camera. Ngoài ra, UAV Nga đã tấn công các vị trí của AFU ở Dardino. Avi Vuenkoti cho biết thêm, lực lượng Moscow tiếp tục tiến công dữ dội, đồng thời từ năm hướng, cố gắng đánh bật đối phương ra khỏi vùng Kurs. Những trận chiến khốc liệt nhất đang diễn ra tại các khu định cư Dadiino, Grinsliak, Leonidovo, Nikolaevo Darino và Plekovo. Thủy quân lục chiến, lực lượng đổ bộ đường không và bộ binh cơ giới Nga tiếp tục tấn công, đánh bật lực lượng Kiev khỏi các vị trí của họ. Nhờ hiệp đồng tác chiến hiệu quả trong ngày qua, RFAF đã chiếm được Pogrebki, Nova Sorochina và Saraya Sorochina. Bộ chỉ huy Ukraine tiếp tục điều động viện binh. Trước đó, họ đã tăng số lượng phi đội tấn công bằng UAV để cố gắng ngăn chặn cuộc tấn công của đối phương. Trong 24 giờ qua, AFU đã thực hiện 7 đợt phản công theo hướng Dariino, Greenway, Novoya, Sorochina và Nikolaevo Dariino. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga ghi nhận, tuy nhiên những nỗ lực của lực lượng Kiev không những thất bại mà còn phải hứng chịu tổn thất lớn với hơn 300 quân nhân cùng nhiều vũ khí bị phá hủy hoặc hư hỏng. Kênh Thiba đưa tin các trận chiến ở hướng Liman vẫn tiếp diễn không ngừng. Những cuộc đụng độ dữ dội nhất diễn ra ở khu vực peso Chabneve và trên đoạn Tenovo, Yapolipka, nơi có đầu cầu cuối cùng của AFU ở bờ trái sông Zedebes, các báo cáo về cuộc tiến công của lực lượng Moscow về phía tây Artemivka xuất hiện vào giữa tháng 10. Một lá cờ nga được phát hiện trên một tòa tháp ở Peschanskev, nhưng không thể xác minh được chiến tuyến vào thời điểm đó. Vào ngày 6 tháng 11, các nguồn tin Ukraine đã xác nhận sự hiện diện của lực lượng Moscow ít nhất là ở vùng ngoại ô phía tây ngôi làng. Sau đó, Bộ quốc phòng nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Peschanskev. Các nhóm xung kích của EDFAF có khả năng đã xâm nhập sâu hơn vào tuyến phòng thủ của đối phương và giành các vị trí ở trung tâm ngôi làng. Một số thường dân vẫn ở lại sau khi trốn tránh lệnh di tản cưỡng bức. Về phía nam, Peschanev quân đội Nga đang tiến vào đầu cầu Ternov Toske, một điểm quan trọng của tuyến phòng thủ bên cánh trái theo hướng Sivers. Sau khi hạ gục Novosadove, họ đã đánh bại đối phương khỏi phần phía bắc Tenove trong những trận chiến ác liệt. Địa hình và sự tan phá dường như có lợi cho AFU đang phòng thủ, pháo binh và các cuộc không kích được Nga sử dụng để phá vỡ các phòng tuyến đối phương. Hướng thứ hai, nhắm vào ngã ba giữa Jampolipka và Toske, nơi có thể chia cắt đầu cầu AFU. Cảnh quay cho thấy một nhóm thiết giáp Nga đầu bộ vào khu vực này. Trong khu rừng Serebryanskoye, cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn với nhiều thành công khác nhau. AFU gần đây đã sơ tán những người bị thương, mô tả hoạt động này là rủi ro do gần các vị trí của Nga. Nhìn chung, cuộc giao tranh theo hướng Liman mang tính cục bộ hơn với lực lượng chính của cả hai bên tập trung ở những nơi khác. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo vào tối ngày 9 tháng 11, Cộng bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trong ngày thứ Bảy, 153 cuộc đụng độ đã xảy ra, đối phương hoạt động tích cực nhất ở hướng Pokrovsk và Kudakovo, trong khi ở khu vực Kursk, EDF-AF đã thực hiện 18 lần tiến công các đơn vị Kiev. Báo cáo có đoạn đối phương thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa 56 cuộc không kích, ném 77 quả bom KAB và sử dụng 675 UAV cảm tử, đồng thời thực hiện hơn 3.900 cuộc tập kích bằng các loại hỏa lực khác nhau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ cơ bản là chặn đứng các đợt xung phong của Nga ở Kharkov, Kupians, Liman, Sivers, Gramatos, Torres, Vremovsky, Odekov và Dnipro. Tại khu vực Kursk, binh sĩ Ukraine đang chấn giữ phòng tuyến. Nga đang tấn công mạnh vào vị trí AFU theo hướng Pokrovsk với 36 lần xung phong. Theo ước tính sơ bộ, Ukraine đã loại khỏi vòng chiến đấu, 390 binh sĩ Nga và phá hủy làm hư hại nhiều vũ khí trang bị của đối phương. Hướng Kudakov cũng nóng bỏng với 40 trận giao tranh, báo cáo viết. Không quân Ukraine xác nhận, kể từ chiều ngày thứ Bảy, Moscow đã phóng hàng loạt UAV vào Ukraine từ phía Bắc và sau đó là từ phía Nam. Vào lúc 13 giờ 25 phút, mối đe dọa tấn công bằng UAV đã được công bố tại tỉnh Sumy. Sau đó, từ 14 giờ 20 phút đến 23 giờ 54 phút, nhiều nhóm UAV Nga xuất hiện ở Sumy, Chernihiv, Poltava, Kiev, Zhytomyr, Rivne, Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Kherson, Nikolaev, Kirovograd, Dnipro, Cherkasy, Kremenchuk, Vinnytsia, Odessa sau nửa đêm, UAV Nga tiếp tục hoạt động trên hầu khắp lãnh thổ Ukraine. Sau cuộc điện đàm với tướng Christopher Cavoli, chỉ huy lực lượng Mỹ ở châu Âu trên trang Facebook cá nhân, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Zizky tuyên bố rằng tình hình ở mặt trận có xu hướng leo thang. Ông nói khi bắt đầu cuộc thảo luận, tôi đã thông báo với đồng nghiệp người Mỹ về tiền tuyến, tình hình vẫn còn khó khăn và có xu hướng leo thang. Đối phương sử dụng lợi thế về quân số tiếp tục tiến hành các hoạt động tấn công và tập trung nỗ lực chính vào các hướng Pokrovsk và Kudakove. Có nhiều thông tin về việc chuẩn bị cho quân nhân Triều Tiên tham gia các hoạt động chiến đấu bên phía quân đội nga. Tướng Sisky đưa tin rằng trong cuộc điện đàm, phía Mỹ đã xác nhận việc tuân thủ nghiêm ngặt các nghĩa vụ cam kết cung cấp cho lực lượng phòng vệ Ukraine, số lượng vũ khí và thiết bị quân sự đã được công bố. Ukrainska Pravda đưa tin, trong bài phát biểu tối ngày 9 tháng 11, Tổng thống Volodymyr Zelensky khiển trách các đối tác của mình vì đã không cung cấp đủ số lượng hệ thống phòng không cho Kiev, trong khi họ chỉ đơn giản là đứng im. Ông nói thật không may, tuần này Ukraine đã phải hứng chịu các cuộc tấn công dữ dội của Nga vào Kharkov, vùng Donetsk, Sumy, Odessa, Zaporizhia. Trên thực tế, các cuộc tấn công bằng UAV cũng như các cuộc tấn công tên lửa diễn ra hàng ngày và mọi cuộc họp, mọi cuộc đàm phán với các đối tác có các hệ thống phòng không phù hợp luôn là chủ đề bàn luận về việc tăng cường bảo vệ Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine phàn ở châu Âu, trên lục địa này vẫn có đủ hệ thống phòng không có thể cung cấp cho Ukraine sự bảo vệ thực sự đáng tin cậy. Và điều này không thể hiểu được khi lực lượng phòng không chỉ đơn giản là nhàn rỗi. Mỗi hệ thống có thể cứu được hàng trăm nếu không muốn nói là hàng nghìn sinh mạng. Chúng tôi sẽ tiếp tục thuyết phục các đối tác của mình. Cũng trong bài phát biểu, Tổng thống Zelensky cho biết thêm rằng năm nay Ukraine đã sản xuất hàng trăm quả tên lửa đầu tiên và sẽ tăng sản lượng. Ông nói, năm nay chúng tôi đã có thể đạt được những kết quả đáng kể trong một số khu vực. Điều này bao gồm pháo binh, pháo và đạn pháo, máy bay không người lái, nhiều loại, cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, không chỉ giúp mặt trận bảo vệ các vị trí và loại bỏ đối phương mà còn tấn công Nga ở độ sâu lớn hơn bao giờ hết. Ông hé lộ, chúng tôi đã vượt mốc sản xuất hàng trăm tên lửa đầu tiên trong năm nay, không có chi tiết ở đây, nhưng tôi muốn cảm ơn những người tham gia vào quá trình sản xuất. Ông nhấn mạnh việc sản xuất vũ khí đặc biệt ở Ukraine, đây sẽ là điều không ngừng củng cố sức mạnh của chúng tôi. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong ngày 9 tháng 11, quân đội Nga đã đẩy lùi bảy đợt phản công của lực lượng vũ trang Ukraine và cũng như ngăn chặn các cuộc tấn công của đối phương ở các hướng khác nhau thuộc vùng Kursk. Các đơn vị của nhóm chiến đấu phía Bắc tiếp tục tiến hành các hoạt động tấn công, tiêu diệt quân Ukraine xâm nhập lãnh thổ. Không quân và hỏa lực pháo binh Nga trong vòng 24 giờ qua tấn công nhiều điểm tập trung nhân lực và trang thiết bị của Ukraine tại các khu vực định cư Alexandria, Viktorovka, Guevo, Darino, Zelenis Liak, Kolmakov, Kruplenkoe, Leonidovo, Martinovka, Magnovka, Mini, Nikolaevo, Darino, Novaya Sorochina, Novoivanovka, Plekovo, Sverlykovo và Suza. Phi hành đoàn trực thăng Kaan 52M thuộc nhóm chiến đấu hỗn hợp nga đã tiêu diệt nhân lực và xe bọc thép của lực lượng vũ trang ukraine ở khu vực biên giới vùng Kursk. Bộ quốc phòng nga lưu ý rằng sau cuộc tấn công, phi đội Kaan 52M đã bắn ra các bẫy nhiệt ngăn chặn tên lửa panpas của đối phương phản công. Trong ngày qua, tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine ở Kursk đã lên tới hơn 300 quân nhân, hai phương tiện chiến đấu bộ binh, một phương tiện chiến đấu bọc thép, cũng như 6 khẩu súng cối, hai trạm tác chiến điện tử và bốn phương tiện cơ giới đã bị phá hủy. Theo thống kê từ phía Nga, kể từ khi bắt đầu chiến dịch đột kích xuyên biên giới vào vùng Kursk Ukraine đã tổn thất hơn 30.800 quân nhân, 189 xe tăng, 123 xe chiến đấu bộ binh, 107 xe bọc thép chở quân, 1.095 xe chiến đấu bọc thép, 833 xe cơ giới, 262 khẩu pháo. Trong khi đó, kênh Telegram Tumazes đưa tin quân đội Nga và lực lượng Ukraine đã tham gia vào các cuộc giao tranh dữ dội ở vùng Kursk. Cả hai bên đều tích cực sử dụng thiết bị và vũ khí để hỗ trợ cho các vị trí của mình quân đội Ukraine đã triển khai xe tăng trong các cuộc phản công, cố gắng ngăn chặn sự tiến quân của các đơn vị Nga. Thành công của lực lượng vũ trang Nga được ghi nhận ở một số khu vực, bao gồm các khu định cư là Pogrebki và Saraya -Torochina. Theo kênh Two Measures, phía Ukraine thừa nhận sự tiến quân của quân đội Nga ở một số vị trí. Điều này khẳng định tình hình khó khăn của lực lượng vũ trang Ukraine theo hướng này. Nhóm chiến đấu phía Bắc của lực lượng vũ trang Nga đồng thời đã tấn công lực lượng Ukraine ở khu vực các khu định cư Novovanoka và Vanovka và Dariino với sự hỗ trợ bởi hệ thống pháo binh và súng phun lửa hạng nặng TOS. Để đáp trả, Ukraine đang đưa lực lượng dự bị vào trận chiến và tích cực phản công nhưng đều không thành công. Tình hình tại Kursk vẫn căng thẳng với tần suất giao tranh cao và cả hai bên đều liên tục nỗ lực củng cố vị trí của mình. Thông tin từ báo Tiền Phong, Mỹ đang chuẩn bị gửi cho Ukraine hơn 500 tên lửa đánh chặn. Những tên lửa này dành cho hệ thống phòng không Patriot và NASAMS. Theo World Trade Center, WSG dẫn lời một quan chức của Lầu Năm Góc cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden đặt mục tiêu cung cấp nhiều gói viện trợ quân sự cho Ukraine trước tháng 1 năm 2025 để củng cố vị thế đàm phán và tăng cường năng lực phòng thủ của nước này trước những cuộc tấn công của Nga. Trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã lên kế hoạch chuyển số viện trợ còn lại cho Ukraine vào tháng 4 năm 2025. Theo WFG, để đối phó với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa ngày càng gia tăng của Nga, Lầu Nam Góc đang chuẩn bị gửi tới Ukraine hơn 500 tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến NASAMS. Gói viện trợ này dự kiến sẽ đến Kiev trong những tuần tới, sẽ đáp ứng nhu cầu phòng không của Ukraine đến cuối năm nay. Một quan chức cấp cao khác của Mỹ cho biết việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine thường mất nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng. Mỹ đang cân nhắc các lựa chọn như mua lại vũ khí từ các quốc gia khác để cung cấp cho Ukraine. Trước đó vào thứ Sáu ngày 8 tháng 11, Lầu Năm Góc đã cấp phép cho các nhà thầu Mỹ sửa chữa và bảo dưỡng máy bay F-16 cùng các hệ thống phòng không khác mà Mỹ cung cấp cho Ukraine. Lầu Năm Góc cho biết trong một tuyên bố, việc đảm bảo các hệ thống vũ khí này vẫn có khả năng thực hiện nhiệm vụ là rất quan trọng đối với năng lực phòng thủ của Ukraine trước các cuộc tấn công của Nga. Hôm thứ Năm ngày 7 tháng 11, Politico đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden có kế hoạch sử dụng nốt số tiền còn lại được phân bổ để viện trợ Ukraine trước khi ông Donald Trump nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Tính đến thời điểm kết thúc năm tài chính 2024, ngày 30 tháng 9, chính quyền Mỹ đã giữ lại hơn 6 tỷ đô la Mỹ được phân bổ để viện trợ quân sự cho Ukraine. Washington hiện có 4,3 tỷ đô la để cung cấp vũ khí cho Ukraine từ kho dự trữ của quân đội Mỹ và 2,1 tỷ đô la để mua vũ khí theo hợp đồng với các công ty quốc phòng Mỹ. Theo Politico, Nhà Trắng đang nỗ lực triển khai các khoản tiền này nhanh nhất có thể để đảm bảo Ukraine có đủ vũ khí, chống lại những cuộc tấn công của Nga, ngay cả khi ông Trump từ chối tiếp tục gửi viện trợ. Trang tin quân sự AVA Pro vào ngày 9 tháng 11 dẫn thông tin từ kênh Telegram to cho biết các cuộc giao tranh khốc liệt vẫn tiếp diễn ở tỉnh Kursk của Nga. Theo kênh to quân đội Nga và quân đội Ukraine đã tham gia vào các cuộc phản công dữ dội, trong đó cả hai bên đều tích cực sử dụng thiết bị và vũ khí để củng cố các vị trí của mình. Quân đội Ukraine đã triển khai xe tăng trong các cuộc phản công, cố gắng ngăn chặn sự tiến công của các đơn vị Nga lực lượng vũ trang Nga đã đạt được bước tiến ở một số khu vực, bao gồm các khu định cư là Pogrebki và Saraya-Sorochina. Theo kênh này, phía Ukraine thừa nhận sự tiến công của quân đội Nga ở một số vị trí. Điều này khẳng định tình hình khó khăn đối với lực lượng vũ trang Ukraine theo hướng này. Nhóm lực lượng tác chiến phía Bắc thuộc lực lượng vũ trang Nga báo cáo các cuộc tấn công ở các khu định cư Novoy và Dadino đang diễn ra với sự hỗ trợ của các hệ thống pháo và súng phun lửa hạng nặng để đáp trả quân đội Ukraine đang đưa lực lượng dự bị vào trận chiến và tích cực phản công. Ít nhất, 5 nỗ lực đột phá vào khu định cư Malaya Lopnia với sự tham gia của 50 quân nhân và xe bọc thép chiến đấu đã được ghi nhận. Tuy nhiên, theo kênh này, tất cả các cuộc phản công đều không thành công. Tình hình trên tiền tuyến vẫn căng thẳng với tỷ lệ giao tranh cao và cả hai bên liên tục cố gắng củng cố vị trí của mình. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 9 tháng 11 xác nhận lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 300 quân nhân tại Kursk trong 24 giờ. Ngoài ra, Ukraine cũng mất hai xe chiến đấu bộ binh, một xe chiến đấu bọc thép, 6 súng cối, hai hệ thống tác chiến điện tử. Thống kê của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, kể từ khi giao tranh bắt đầu nổ ra ở Kursk, Ukraine đã mất hơn 30.800 quân, 189 xe tăng, 123 xe chiến đấu bộ binh, 107 xe bọc thép chở quân, 1.095 xe chiến đấu bọc thép, 833 xe cơ giới và 262 hệ thống pháo. Quân đội Ukraine đã phát động một cuộc tấn công lớn vào Kursk, khu vực giáp biên giới với Ukraine, vào ngày 6 tháng 8. Chiến dịch được tiến hành ngay cả khi Ukraine đang thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực và nguồn cung vũ khí. Kyiv cho biết cuộc tấn công nhằm buộc Moscow phải chuyển nguồn lực quân sự từ miền đông Ukraine về nước và giúp Kyiv nâng vị thế trên bàn đàm phán trong tương lai với Moscow. Ukraine đã kéo căng lực lượng để đưa lên tấn công Kursk, khiến hàng phòng thủ miền đông lộ ra điểm yếu để nga khai thác. Trong vài tuần qua, Moscow liên tiếp giành được lãnh thổ chiến lược ở Donetsk, đẩy Kyiv vào thế khó. Sau đà tiến công nhanh chóng ban đầu và kiểm soát gần 1.300 km vuông lãnh thổ ở Kurs, lực lượng Ukraine bị cho là hứng chịu tổn thất lớn và đang bị đẩy lùi về phía biên giới trong bối cảnh Nga phản công. Thiếu tướng Apti Alaudinov, Al phó tổng cục trưởng Tổng cục quân sự chính trị của lực lượng vũ trang Nga, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akmat tuyên bố, Moscow đã giành lại một nửa lãnh thổ ở Kurs mà Ukraine kiểm soát từ ngày 6 tháng 8 tới nay. Theo ông Alaudinov, các cuộc tấn công của Nga ở Kursk trong thời gian qua đã buộc Ukraine phải rút quân ở nhiều khu vực. Nghị sĩ Ukraine Mariana Bezuglaya vào ngày 6 tháng 11 tiết lộ, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Shishky đang chuẩn bị rút quân khỏi Kursk sau 4 tháng kiểm soát một phần lãnh thổ ở đây. Kênh Military Summary đưa tin, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo rằng quân đội Nga EDF-AF đã triển khai thêm 100.000 binh sĩ ra mặt trận cho cuộc tấn công mùa đông. Với tình hình hiện tại, điều này có thể cho phép lực lượng Moscow mở thêm các chiến dịch tấn công mới ở nhiều khu vực mới. Giai đoạn 3 của cuộc phản công ở Kursk vẫn tiếp tục. EDF-AF nói rằng họ đã chiếm lại được ba ngôi làng – mặt trận Zaporizhia vốn tương đối yên tĩnh, bỗng âm âm chuyển động khi Nga đẩy mạnh tiến công về phía thành phố Odekov từ bàn đạp Rabotino mà họ mới chiếm lại được cách đây vài tháng. Về phía Nam Donetsk, lực lượng Moscow cũng đã chiếm được địa hình xa hơn. Tại đây, các tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine AFU dọc theo đường cao tốc H-15 đang sụp đổ. Các tuyến phòng thủ theo hướng Kudakove cũng vậy. Những trận chiến đầu tiên thậm chí còn được cho là diễn ra ở ngay trong nội đô Kudakove kênh Tidovka cho biết thủy quân lục chiến Nga đã khiến lực lượng Kiev bất ngờ bằng cuộc tấn công mới ở khu vực Kursk. Một loạt cuộc đối đầu mới rất khốc liệt giữa hai bên đã bắt đầu ở khu vực Kursk. Lữ đoàn thủy quân lục chiến 810 Nga bằng hành động khôn ngoan và sự kiên nhẫn, sau khi chờ đợi tới thời điểm thích hợp nhất, họ đã đột phá vào nơi mà đối phương không ngờ tới, khiến lực lượng Kiev bị đánh bật khỏi một số khu định cư cùng lúc. Trong một bài bình luận cho báo Gazeta, Phóng viên chiến trường Khairulin cho rằng Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Zizky sẽ không thể rút quân khỏi lãnh thổ khu vực Kursk ngay cả khi ông ấy muốn. Vì vậy, chuyên gia Khairulin đưa ra nhận định, nói trên dựa vào tuyên bố của Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine Mariana Bezukla rằng tướng Zizky có kế hoạch hoàn thành chiến dịch xâm nhập vùng Kursk trên lãnh thổ Nga nghị sĩ đã đưa ra kết luận tương ứng sau khi phân tích các bài đăng của Sisky trên mạng xã hội. Đồng thời, bà hướng sự chú ý đến thực tế là trong các tin tức không đề cập đến việc lực lượng Kiev liên tục để mất lãnh thổ ở khu vực Kharkov và vùng Donbass, đặc biệt là tại Donetsk. Đồng thời, chuyên gia Khairulin xem xét lý do giải thích cho những thông tin về kế hoạch rời khỏi khu vực Kursk của Tổng tư lệnh quân đội Ukraine họ cần phải biện minh cho mình nên họ muốn lợi dụng thực tế. Họ nói ông Donald Trump đã đắc cử Tổng thống Mỹ nên chúng tôi rút quân, chứ không phải vì chúng tôi thua, nhà báo giải thích. Ông lưu ý rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây cho biết khoảng 2.000 binh sĩ Ukraine đã bị kẹt trong vòng vây ở Kursk. Theo phóng viên chiến trường này, lực lượng Kiev gặp khó khăn trong các khu vực là Kuchatov và Suza. Con đường mà dọc theo đó, AFU có thể rời khỏi vùng cớ đang bị ép chặt từ cả hai phía. Vì điều này, họ không thể rời khỏi khu vực chiến đấu. Chuyên gia quân sự nói thêm rằng, lực lượng Moscow đã hình thành một vòng vây đối với AFU gần sút ra. Phóng viên chiến trường kết luận, ép khó rút nhóm này do thiếu nguồn cung cấp, vì binh sĩ của họ thậm chí sẽ không có cách nào bắn trả. EDF AF có thể bắt đối phương bằng tay không. Kênh t xác nhận Nga đã chính thức phát động giai đoạn 3 của cuộc phản công tại mặt trận Kurs bằng những đòn đột kích dữ dội trên nhiều hướng cùng lúc, đặc biệt là tại quận Kodenevo tại quận Kodenevo, lực lượng Moscow đang tham gia vào các trận chiến cục bộ ở phía nam Zelenysliak và Novo Ivanovka. Trong đó, Novo Ivanovka là một trung tâm giao thông quan trọng, từ đó RFAF có cơ hội phát triển một cuộc tấn công về phía Malaya Loknia để hỗ trợ cho một mũi đột kích có thể xảy ra từ phía bắc. Nga đang sử dụng UAV và pháo binh để đánh vào các khu vực tập trung binh sĩ và thiết bị của AFU. Không quân tiền tuyến cũng đang hoạt động tích cực. Trong ngày, các phi công Nga đã thực hiện một số cuộc không kích vào group -e và Leonidovka, nơi các đội hình Kiev đang ém quân. Theo một số báo cáo, tại quận Suza, RFAF đã tiến hành cuộc phản công dọc theo tuyến Olovka, Novaya Sorochina, Saraya Sorochina, đồng thời những báo cáo về giao tranh ác liệt đã xuất hiện trên các nguồn tin ủng hộ Kiev. Thông tin về các cuộc tấn công được xác nhận cho thấy một nỗ lực của lực lượng Moscow nhằm tạo thành một vòng vây xung quanh các đơn vị Ukraine đang chấn giữ vùng lân cận Grup Trong khu vực Martinivka, các cuộc đụng độ cục bộ đã được ghi nhận. Không quân chiến thuật Nga đã ném bom các vị trí AFU ở khu vực này và gần Malaya-Loknya, một khẩu pháo tự hành AFU-2S22 Bogdan đã bị phá hủy bởi một cuộc tấn công của UAV Lancet. Tại vùng Sumy, vào ban đêm, lực lượng Moscow đã tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng của đối phương ở trung tâm khu vực bang tên lửa đạn đạo. Với các báo cáo về tình trạng mất điện trong thành phố, một trong những mục tiêu của cuộc tấn công có thể là trạm biến áp Sumy. Thông tin từ tiền phong, ngoài việc tăng mạnh số lượng các cuộc không kích, Nga đã bắt đầu sử dụng máy bay không người lái mồi nhử để vượt qua hệ thống phòng không của Ukraine. Nga liên tục thực hiện những đợt tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa UAV vào nhiều thành phố của Ukraine trong thời điểm quân đội nước này tiến về phía đông. Ngoài việc gia tăng các cuộc không kích, Moscow đã bắt đầu triển khai máy bay không người lái mồi nhử, không có đầu đạn để áp đảo hệ thống phòng không của Ukraine. Hãng tin CNN dẫn lời người phát ngôn không quân Ukraine Yuri Ihnat cho biết UAV mồi nhử mang theo một hình cầu in 3D được bọc trong giấy bạc để mô phỏng đầu đạn của loại UAV Sahit-136. Theo ông Yuri Ihnat, những máy bay không người lái rẻ tiền này gây nhầm lẫn cho hệ thống phòng không của Ukraine. Ông nói thêm rằng máy bay không người lái mồi nhử chiếm tới một nửa số máy bay không người lái mà Nga phóng vào Ukraine. Đầu tuần này, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Nga đã tăng gấp 10 lần các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Hoạt động này vẫn đang tiếp diễn và số lượng các cuộc tấn công gia tăng hàng tháng. Theo CNN, động thái này báo hiệu sự thay đổi trong chiến thuật của Nga sau khi ông Donald Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ, người được cho là sẽ dừng sự ủng hộ của Washington dành cho Kyiv. Mặt khác, ở tên tuyến phía đông, Ukraine đang chịu áp lực dữ dội. Tổng tư lệnh quân đội nước này cảnh báo Kiev đang phải đối mặt với một trong những cuộc tấn công mạnh mẽ nhất của Nga kể từ khi xảy ra xung đột. Trong một diễn biến liên quan, cơ quan tình báo quốc phòng Anh hôm 8 tháng 11 cho biết Nga đã phóng khoảng 2.000 UAV để tấn công các khu vực của Ukraine trong tháng 10 năm 2024, nhiều hơn khoảng 700 chiếc so với tháng 9. Tình báo Anh chỉ ra rằng Nga liên tục đầu tư vào sản xuất máy bay không người lái, đa dạng hóa nguồn cung ứng và mở rộng địa điểm phóng đã dẫn đến sự gia tăng đều đặn các lần phóng máy bay không người lái kể từ giữa năm 2024. Cơ quan này lưu ý, giống như những tuần gần đây, cường độ phóng UAV của Nga vẫn ở mức cao trong tuần đầu tiên của tháng 11. Trước đó, không quân Ukraine báo cáo các đơn vị phòng không đã bắn hạ 62 trong số 92 máy bay không người lái mà Nga sử dụng để tấn công các khu vực của Ukraine trong đêm ngày 7, sáng ngày 8 tháng 11. Kênh Tiba đưa tin Kiev tập kích nhà máy lọc dầu ở Saratov bằng UAV. Để đáp trả, Moscow tấn công các mục tiêu của đối phương ở các khu vực Sumy, Odessa, Khmelnytsky và Kiev. Theo hướng Donetsk, RFAF đã mở rộng vùng kiểm soát của họ về phía tây nam Maximilianovka hướng tới Kudakove. Ở nam Donetsk, họ cũng đang tấn công về phía tây Chudove và tiến qua các hàng cây ở phía đông Bohoyablenka.